Rồi, xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Đánh Răng mỗi tuần. Và hôm nay, các bạn đã thấy đó, đây là team full hệ độc. Tháng này cũng sẽ là tháng cuối cùng dành cho hạng mục của các Pokemon huyền thoại. Đầu tháng 9 thì không được xài Pokemon huyền thoại nữa. Kể cả Ugopon hay là Urshifu hay là Paradox đều không được xài luôn. Chỉ còn có thể xài những con Pokemon bình thường mà thôi. Cho nên là team hệ độc này chắc chắn sẽ là team cuối cùng mà tôi sử dụng trong cái format sử dụng huyền thoại này. Để tháng sau thì chúng ta sẽ chào đón những Pokemon bình thường trở lại. Và để coi thì đứa nào trong đám Pokemon bình thường sẽ lên ngôi. Cái đó thì đợi thời gian mới biết được. Giờ thì chúng ta cứ chơi tới hết mình với đội hình bên kia là con Corredon cùng với lại con Ugopon hệ lửa. Chắc chắn là phải có Venusaur, Pokemon yêu thích của tôi và là con Venusaur bự nhất mà tôi đã bắt. Giờ thì vô trận thôi. Rồi để coi nào. Ok, đối thủ cho ra Crimsnow với lại Moltres vùng Gala. Cả hai con đều là hệ bóng tối cho nên là đặc tính Prankster của Graphite nó không có tác dụng gì hết. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên dựng trời nắng. Tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng trời nắng lên hai con này để cho con Venusaur có tốc độ cao nhất. Xong sau đó thì ru ngủ con nào ta? Có vẻ con Moltres sẽ là khắc tinh của con Venusaur. Vì nhiều khi con Moltres nó có Air Slash nên tôi nghĩ tôi sẽ ru ngủ con Moltres. Còn Crimsnow dựng tường thì cứ để nó dựng tường thôi chứ mà biết sao vậy. Đặc tính Prankster không làm được gì Pokemon hệ bóng tối hết. Rồi, bây giờ nó ngủ rồi thì chúng ta cũng cảm thấy an toàn một chút để tấn công đi. Graphite của tôi mang theo Focus Sash cho nên là tôi sẽ rút nó về khi nó còn đầy máu. Xong sau đó thì tôi không biết là tôi có nên Terra cho con Venusaur không ta. Rất có thể con Moltres nó chỉ ngủ có một lượt thôi, rồi lượt sau nó thức rồi. Cái đó điều kiện mà trường hợp là xấu nhất. Để coi, Parting Shot, ok. Crimsnow rút về, cộng với lại nó giảm một bậc tấn công đặc biệt với vật lý của chúng ta. Con gì vậy? Tiếng Trung Quốc không biết gì hết. Ok, Ugopon. Rồi, đáng sợ rồi đây. Ugopon thì cũng may chúng ta đã cho Eternatus ra. Bình thường nếu mà tôi chơi Showdown thì chiêu Slug Bomb này chắc là sẽ hạ được Ugopon liền đó. Còn đối với Venusaur thì tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ vì rất có khả năng là đối thủ sẽ nhắm hết vào con Venusaur. Thề chắc chắn luôn. Cho Ugopon ra thế nào nó cũng... Con Ugopon nó cũng đập con Venusaur. Đấy, thấy chưa? Nó không đập Eternatus đâu. Có live screen cho nên nó còn sống. Rồi, con Moltres đập con... Moltres nhắm vô Venusaur luôn, tuyệt vời. Tôi nghĩ là tôi sẽ tăng khả năng chống chịu cho Eternatus. Chỉ cần nó Cosmic Power một lần thôi là tôi thấy khả năng chống chịu của nó là quá đỉnh rồi. Tại vì máu của Eternatus khá là cao, mà tốc độ cũng cao, phòng thủ nó cũng tốt. Nói chung là con Eternatus cũng khá là ghê gớm. Để mà tránh nó xử con Venusaur thì tôi sẽ cho Graphite ra. Chịu được không? Có Focus Sash mà sao chịu không được. Cosmic Power. Đấy, tăng một bậc phòng thủ vật lý và phòng thủ đặc biệt luôn cho đỡ lo một chút. Ok, con Moltres bên kia dùng Nasty Plot rồi. Cũng hơi khó xử đấy. Nhưng mà tại vì bây giờ tôi sẽ xử con Ugopon trước nè. Tôi nghĩ tôi sẽ cấu máu con Moltres bằng Foul Play. Spiky Shield á. Được.
nó đã dùng Spiky Shield thì tôi sẽ có Encore. Mình đã có khả năng sử dụng Encore rồi. Ôi, chết. Oh no. Ôi. Combo Trash, à quên ha. Thế là không sử dụng Encore được. Nhưng mà lượt sau chắc mình sẽ xử được con Okapon ấy. Bây giờ tôi cho Amungus ra nè. Amungus, tôi nghĩ là tôi sẽ hút chiêu sát thương của con Okapon. Không không, đúng rồi, con Okapon hệ cỏ thì không hút chiêu được. Nhưng mà ít ra thì cũng hút chiêu được con Moltres mới Nasty Plot đi. Đó, Terra hệ nước. Để chút hồi con Moltres sử dụng chiêu Air Slash thì mình còn chống chịu được. Ghê vậy. Nó Terra luôn, nó Terra con gì vậy? Được. Cái này là hên. Là nó không còn hệ cỏ nữa thì mình sẽ hút chiêu nó được. Và con Amungus của mình cũng sẽ ra hệ nước. Thế là chống chịu được cả hai sát thương từ hai con luôn. Chừa chỗ trống cho con Eternatus xử con Okapon. Tuyệt vời. Hên nha. Ui. Ý là Terra rồi đó mà cũng bị rút một nửa cây máu. Tuyệt vời. Ôi. Mẹ xin nó đi rồi. Mà tại bên kia có Light Screen. Tại bên kia được tăng 34% khả năng chống chịu mảng đặc biệt lận. Chứ nó không có Okapon, nó đi lâu rồi. Biết là tôi chơi showdown tôi thấy vậy. Cream Snow cũng hệ tiếng luôn, được. Slug Bomb xử con Cream Snow cái nè. Rồi con Venusaur nè. Amungus thì với Regenerator thì mình tại sao mình không rút nó về đúng không? Rút nó về cho nó hồi máu cái đi, chút hồi nó ra nó còn có khả năng giúp đội hình nữa. Ê, được nửa cây máu nha, được nửa cây máu. Ôi. Ý. Ôi. Mẹ xíu nữa đi rồi chứ. Được. Venusaur trụ vậy cũng hay ấy chứ. Chỉ cần đừng là chiêu khắc chế thì chắc Venusaur trụ được. Ủa sao vậy? Rồi chắc bên kia bỏ cuộc rồi. Là vậy thì chúng ta đã qua trận thứ 2. Bên kia đã bỏ cuộc và chúng ta đang thấy bên đối thủ có Regigigas cùng với lại Miraidon. Wow. Bên đó chắc sẽ có cách để đổi đặc tính của Regigigas. Nhưng mà tôi không biết mà đổi bằng cách gì thôi. Bên đó có Pachirisu. Chắc là có xài Follow Me đó. Medicham à, Medicham làm gì ta? Tôi ít chơi con Medicham nên cũng không có biết rõ gì lắm. Đáng ra thì mình để mà gọi là biết địch biết ta trong trận trăm thắng thì mình nên chơi hết tất cả các Pokemon. Để mà có thể biết được đối thủ còn làm gì được chứ Pokemon đó. Đằng này tôi không có chơi con Medicham nên là cũng chả biết bên đó sẽ làm gì. Wow. Bí ẩn đó. Low Star. Ok, Regigigas sẽ hình như là bị giảm 50% tốc độ cùng với tấn công vật lý trong vòng 5 lượt đúng không ta? Nếu mà tôi nhớ không lầm. Còn cái này thì tôi nghĩ tôi nên an toàn nhất là ru ngủ con Regigigas. Ru ngủ đi. Ok, nó ngủ rồi. Nhưng mà vấn đề của chúng ta ở đây là skill swap. Ủa khoan, chứ skill swap này là... Ủa, là sao ta?
nó đâu có đổi đặc, nó đâu có trao đổi đặc tính với nhau đâu, đúng không ta? Hồi trước tôi xài nó đâu trao đổi đặc tính, nó chỉ lấy đặc tính của con. Ủa là sao ta? Nhưng mà thôi kệ đi, mà vấn đề bây giờ là tôi không, chết rồi, mình không có Pokemon hệ giác đấu nào để mà xử con Regigigas này hết. Tôi mang theo con Venusaur là để cho nó Terran hệ đất để mà khắc chế con Miraidon. Oh my god. Ui, tôi không nghĩ là con Regigigas này như là có không có con hệ giác đấu nào cũng khó xử nó nhờ. Con Regigigas thì khá là trâu bò ấy chứ. Earth Power không xử được con Regigigas đâu. Ui, con này cứng quá. Đáng ra thì mình nên đầu độc con Regigigas. Đầu độc nó thì tốt hơn, đúng không nhỉ? Nãy mình cũng hơi lẹ, mình đáng ra mình nên đầu độc nó. Tại vì nếu mà đối với mấy con mà trâu trâu như thế này thì nên đầu độc nó thì tốt hơn. Ui cha. Rồi, Hospitality hồi lại 25% lượng máu cho đồng đội. Chưa đến kho bị bắt bài rồi. Yeah, bị bắt bài chưa đến kho rồi. Một lần nữa. Trời ơi, được nửa cây máu. Ủa, nó Citrus Berry cứng thế. Rồi luôn. Cũng may nó còn ngủ. Bây giờ sao ta? Đối với con này thì foul play được. Tôi chỉ sợ là con xài foul play đi. Tôi nghi là con Sinistra nó có skill Rage Powder lắm, cho nên là foul play đánh con nào cũng được. Giờ trời đang nắng thì tôi nghĩ tôi sẽ cho con Iron Morph ra. Iron Morph à, dùng chiêu Heat Wave thử đẹp hai con đó cho tao. Ok. Ủa, vậy con Sinistra không có Rage Powder? Ui, thức rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Ủa, nó có Earthquake à. Ôi, cái này không ngờ tới luôn á. Nó có Earthquake á. Đúng là mấy con mình không chơi, mình không có nghĩ tới, thiệt. Ui, tôi không ngờ nó có Earthquake. Vậy là một chiêu của nó coi như là xử được hết mấy team hệ độc của mình rồi. Tội con Iron Morph quá, mới ra chưa làm được gì hết. Đầu độc con Regigigas để coi bảo vệ lực này con nó làm gì ta. Ồ, nó có Rage Powder. Ồ, trời đất ơi. Ê, khó rồi, màn này khó rồi. Tôi nhìn thấy một kết thúc không đẹp, một bi kịch đang ở trước mắt tôi rồi. Ui, đau nhá. Ui, đau đấy. Đau đấy. Rồi, bây giờ là Eternatus. Ra đi cưng. Tôi cảm giác không được rồi con. Gọi là con Sinistra nó còn có Rage Powder mà mình tê ra hết rồi, không còn con nào hay cỏ hết. Cái này là màn thua, này thua cái chắc. Cái này là thua cái chắc rồi. Mà thôi, mình đánh tới cùng đi. Chứ bên kia vẫn còn con Miraidon chưa ra nữa mà.
nhưng mà tôi không nghĩ là bên đó có siêu earthquake. Trời đất, đúng là y thiệt chứ. Nhưng mà chiêu earthquake nó đánh luôn đồng minh mà. Nó đánh luôn đồng minh mà nó vẫn mang theo, đỉnh thiệt. Rồi sao con Virusor hệ đất mà cũng một hit đi luôn vậy? Là tại sao? Hay là nó hết đặc tính lên Slow Star rồi? Hết chưa? Ủa? Vậy là giờ nó có Pure Power của con... của con ấy chưa? Của con Medicham chưa? Ủa? Mà dù nó không có Pure Power nhưng mà nó vẫn hạ được mình ha. Lâu thế bạn. Con gì đây? Medicham. Nó vẫn nhất quyết nó giữ lại con. Ôi bây giờ bên đó nó giết được 3 con bên mình, mà bên mình mới giết được có 1 con bên đó, mà không phải nó mình giết nữa. Nó tự giết nó thôi. Trời ơi con Regigigas. Fake cao. Bà nội cha nó. Xong luôn. Trời đất ơi, hay thiệt. Màn này là thua nín họng luôn. Đỉnh thiệt. Rồi qua trận thứ 3 thôi. Rồi bây giờ đối thủ đang có con Calyrex băng. Nay toàn thấy đội hình lạ không vậy trời. Cái con sóc đó tên gì tôi quên rồi. Con thứ hai tên gì quên mất tiêu rồi. Quên luôn đi. Ferret hả ta? Ferret hình như là dạng tiến hóa thứ hai của nó. Bây giờ nó có Okapon đá cùng với lại Urshifu nước. Tôi không biết tôi mang vậy đúng không nữa. Ý là tôi tính là sẽ cho dựng trời nắng. Xong rồi Iron Morp sẽ sử dụng chiêu Heat Wave. Dù sao hệ lửa thì nó cũng dễ xử con Calyrex hơn. Chỉ có một lăng tăng duy nhất đó chính là con Calyrex. Nó có chiêu High Horsepower. Nó cũng sẽ xử ngược lại con Iron Morp của tôi. Vô nè. Mang theo Overkill nữa. Để cho nó trổ tài có Overkill tôi thấy khá là ok chứ. Chỉ là đội hình này không có xài hệ đội hình nước thôi. Nếu mà có sử dụng trời mưa là tôi cho con Overkill đặc tính bơi nhanh liền. Nhưng mà tại vì sử dụng đội hình trời nắng cho nên tôi cho nó Intimidate. Intimidate cũng khá tốt mà đúng không? Hạ được một bậc. Công vật lý của con Calyrex thì cũng ổn đi. Cũng an toàn chút. Sau con Calyrex hệ băng này thì chắc chắn phải sử dụng chiêu Foul Play rồi. Nhưng mà con... Trời, con đó tiếng Nhật nữa, không biết đọc tên. Nhưng mà con sóc đó hình như là nó có Follow Me đúng không ta? Hay là Frangor? Bảo vệ đồng minh? Tôi không nhớ nữa. Ít chơi con đó quá. Không bao giờ chơi luôn chứ. Đấy, bây giờ an toàn nhất là chúng ta Terra cho con Overkill thành hệ nước. Để mà lỡ con Calyrex bên kia nó có High Horsepower thì mình còn sống được. Ok. Cái gì nó có Weakness Policy hả? Đừng nói vậy nha. Ok. Rồi con Calyrex bên kia được tăng 2 bậc tấn công vật lý. Ok, nó trúng độc rồi. Tuyệt. Nếu bây giờ con Calyrex bên đó Endeavor Trick Room. Được. Nó đã Trick Room rồi thì tao Encore thôi. Ok, bên đó cũng không có con Furigraf nên mình sẽ Encore được. Xong rồi nhắm vô nó. Xử nó liền. Không cho nó đẻ trứng. Nó mà đẻ trứng thì mình chỉ có chết thôi. Đấy. Ui, con chiêu Endeavor này cũng khó chịu dữ à. Đấy, tốc độ trở lại bình thường. Rồi xem đây, chiêu đấm vô cuốn họng mày cho nên mày nín họng liền. Yeah.
Đấy. Tiếc là con Phục Quill này không có chiêu Sucker Punch ha. Tôi kiếm mà không thấy nó có chiêu Sucker Punch, mà ít ra nó có chiêu Aqua Jet thì cũng được đi. Gì đây? Ogapon. Trời ơi, Ogapon. Ogapon. Không biết con Ogapon này nó sẽ làm gì. Nên là tôi cứ Confirmed bên kia. Ok, rút Confirmed bên kia về rồi. Tôi tưởng nó có Follow Me chứ. Rồi, Ferrigraph. Ở sao lúc nãy nó không cho con Ferrigraph ra? Ui, đau thế. Bị quất cái rồi. Trời ơi, con Ogapon này có Power Whip hả? Trời ơi, sao mấy chiêu lạ không vậy? Ôi, mấy người này tới cuối tháng mấy người này chơi với mấy chiêu lạ không vậy trời. Cuối tháng họ xả thì sao á? Xả hàng hay sao mà toàn chơi mấy chiêu lạ không à? Bây giờ sao đây? Tôi sẽ cho con Eternatus ra. Tôi nghĩ là một chùy của con Ogapon không có xử được con Eternatus đâu, cho nên là tôi sẽ coi như là tăng khả năng chống chịu cho con Eternatus nè. Sao vậy? Sao vậy? Xảy ra con gì vậy? Ồ, xảy ra con Ogapon thành hệ đá. Ok, nó được tăng một bậc phòng thủ vật lý, nhưng mà hên là mình không có đội hình mình ít con sử dụng chiêu vật lý. Ơi ơi ơi, thấy cũng hơi sợ nha. Sống gì mà cái Eternatus ơi. Ui, hơn nửa cây máu, đau thế. Ok, con Ogapon đang nhanh hơn con Eternatus. Ôi, được nửa cây máu luôn, tuyệt. Ồ, nó có Citrus Berry. Giờ sao đây? Trick Room. Rồi. Ủa, nhưng mà nó Trick Room được này là lượt sau mình nhanh hơn con Ogapon rồi. Thế là nó tự bóp trái mày à. Ôi, bạn nào lỡ nghe rồi coi như đừng nghe nha. Nói chung là nó tự bóp đội hình mình rồi đó. Giờ mình đang nhanh hơn con Ogapon, mình có thể hồi phục máu được. Ok, rút về. Mà dù sao an tâm cái là mình xử được con Calyrex hệ băng rồi. Leftover. Ok, cũng được nửa cái máu nữa. Bây giờ mình nhanh hơn cho nên mình có khả năng sống sót tốt hơn. Tăng thêm. Nhìn nó đây, sống đi, chắc chắn là sống, nhưng con Grafaii thì không có chuyện đó. Cũng biết nhắm vào đối thủ đấy. Nhắm vô con Grafaii. Nhưng không sao, bây giờ chúng ta đang trong Trick Room. Đúng rồi, chúng ta đang trong Trick Room thì có Iron Mob. Hoàn toàn có khả năng xử được con Ogapon. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có chiêu Energy Ball của hệ cỏ. Mày chơi chiêu lạ, không ngờ tao cũng có chiêu lạ hả mày? Chỉ là con sóc bên kia nó không có Follow Me á. Tôi nhớ con sóc bên kia có Follow Me mà ta. Hay nó có đặc tính Friend Go gì nữa mà, đúng không? Ui, Endeavor. Bao nhiêu máu của tao? Hãy xem đi. Đấy. Ui. Ủa, vậy con sóc bên kia không có Follow Me hay là Friend Go gì hết ta? Nó không bảo vệ được đồng đội à? Tôi cho mày chết luôn đi. Đấy. Bây giờ còn Ferrigraph được. Trận này là ok rồi đó. Nhưng mà con Ferrigraph tôi gặp mấy đội hình cũng cho chiêu Psychic Noise nha. Chiêu Psychic Noise để ngăn không cho đối thủ hồi máu. Trời ơi, khắc tinh của con Eternatus luôn. Rồi. Bây giờ nè,
giờ Trick Room đang có. Ủa khoan đã, Trick Room thì con Fairy Grab sẽ nhanh hơn hai đứa bên mình chứ. Ừ thôi mình cứ hồi máu đi. Cái gì? Sao con này cũng mang động đất là sao? Trời đất ơi, sao hôm nay gặp mấy đứa toàn mang động đất không vậy? Mấy con bình thường mà cũng mang động đất nữa. Trời ơi, sao mấy bạn chơi nhiều chiêu. Ok. Ủa sao bạn, cũng may bạn đó bỏ cuộc ha. Ủa sao bạn đó bỏ cuộc chớm vậy? Nhiều khi bạn đó thắng là sao? Mang động đất luôn mà. Và thế là đánh răng tuần này đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng hệ độc tuần sau. Chắc chắn là tuần sau vẫn là team hệ độc nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ thì bye.